chào tất cả các bạn. Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Liên đoàn bóng đá thế giới mới đây đã đưa ra danh sách rút gọn 10 cái tên cho cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất. Danh sách gồm những cái tên mới trải qua một mùa giải thực sự ấn tượng. Trong đó có những cái tên quen thuộc là Messi, là Ronaldo, Salah, Mbappe và Hazard. Đáng tiếc nhất có lẽ là sự vắng mặt của những cầu thủ Brazil. Nếu như Neymar chấn thương thì Alisson với hat-trick găng tay vàng và cú đúp danh hiệu Champions League, Copa America lại vắng mặt một cách đáng tiếc trong danh sách này. Còn bây giờ, hãy cùng đến với top 10 danh sách rút gọn FIFA The Best 2019 nhé! Nhìn lại năm vừa qua, Ronaldo hoàn toàn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Mùa giải đầu tiên có mặt tại Italia, Ronaldo góp công lớn giúp Juventus có chiếc vô địch Serie A thứ 8 liên tiếp. Đồng thời cá nhân anh giành giải cầu thủ xuất sắc nhất với 21 bàn thắng ghi được. Dù thất bại ở đấu trường Champions League, nhưng Ronaldo cũng có cho mình hai danh hiệu lớn là Serie A. Rõ ràng bất kỳ nơi nào Ronaldo đặt chân tới, anh đều sở hữu cho mình những danh hiệu cá nhân cao quý. Tiếc nuối lớn nhất của Serie 7 mùa này có lẽ là việc anh không thể giúp Juventus tiến xa tại Champions League. Lão bà đã bị loại từ tứ kết khi gặp phải đối thủ quá xuất sắc là Ajax Amsterdam. Trên phương diện quốc tế, tại vòng chung kết UEFA Nations League với sự dẫn dắt của đội trưởng Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 1-0. Điều này cho thấy anh vẫn chưa muốn dừng lại ở tuổi 34. Anh nâng cao hai danh hiệu lớn trong chưa đầy một tháng, đó là chức vô địch Serie A cùng Juventus và UEFA Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Đặc biệt, Ronaldo lại tiếp tục nhận danh hiệu vua phá lưới lần nữa trong sự nghiệp cấp đội tuyển của mình. Với thành tích xuất sắc vượt trội như vậy, danh hiệu quả bóng vàng có khả năng sẽ thuộc về anh. Trước khi Copa America bắt đầu, Messi vẫn được đánh giá cao nhất cho danh hiệu quả bóng vàng. Đây là mùa giải thành công về mặt cá nhân khi anh ghi 51 bàn sau 50 trận trên mọi đấu trường cho Barca, giúp đội bóng vô địch La Liga vào chung kết Cúp Nhà Vua và bán kết Champions League. Khi nhìn vào các số liệu thống kê tại La Liga mùa này, chúng ta mới thấy rõ được sự xuất sắc của Messi khủng khiếp như thế nào. Trong số 15 chỉ số tấn công, Messi đứng đầu tới 14 và chỉ đứng thứ hai ở duy nhất một hạng mục, đó là ở thông số qua người thành công. Tuy nhiên, Messi không gây ấn tượng khi trở về tuyển Argentina dự Copa America. Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp có 30 bàn thắng cùng 6 kiến tạo. Nếu chỉ tính riêng Ligue 1, tiền đạo 20 tuổi người Pháp đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu trên hàng công. Khi Neymar, Cavani và Di Maria cùng dính chấn thương, những bàn thắng của Mbappe chính là điểm tựa giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch sớm 5 vòng đấu. Cùng với việc sẽ cùng tuyển Pháp tham dự vòng loại Euro 2020 và Nations Cup, Mbappe có quyền hy vọng vào danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Harry Kane. Cái tên gây tranh cãi trong danh sách này là Harry Kane. Chân sút của Tottenham chưa không nổi bật ở mùa giải vừa qua. Tại Premier League cũng như Champions League, Kane đều không thể hiện được phong độ cao và ổn định một cách thường xuyên. Mùa giải của anh bị gián đoạn bởi những chấn thương và những màn trình diễn dưới kỳ vọng. Mặc dù chỉ mới trở lại sau chấn thương ở cuối mùa giải, nhưng Harry Kane vẫn có những khoảnh khắc chứng tỏ mình là tiền đạo số 1 trên hàng công, đồng thời là cây săn bàn hay nhất thế giới thời điểm hiện tại. Mới đây ở trận giao hữu với Juventus, Harry Kane một lần nữa làm cho các cầu thủ có mặt trên sân cũng như người hâm mộ bóng đá phải ngã mũ với siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp vào lưới đội bạn từ giữa sân. Eden Hazard. Mùa giải 2018-2019 là một trong những mùa giải thăng hoa nhất của Hazard tại Chelsea. 37 lần ra sân, Hazard có được 16 bàn và 15 kiến tạo. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Maurizio Sarri, Hazard được thi đấu tự do và phát huy hết khả năng sáng tạo. Anh đã ghi được 7 bàn, giúp Chelsea luôn có mặt trong nhóm dẫn đầu. Không quá khi nói anh đang là một trong số ít những cái tên có thể tiệm cận được đến đẳng cấp của hai huyền thoại đương đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Khi có tài năng như Eden Hazard trong việc giữ bóng và qua người, chắc chắn bạn sẽ có xu hướng thích được đi bóng trong mọi tình huống, kể cả trước mặt có là 3 hay 4 cầu thủ đối phương. Sa đà lối chơi đó sẽ trở thành lạm dụng và phản tác dụng, nhưng Hazard thì khác, rất giỏi trong những tình huống đọc trận đấu. Anh biết khi nào thì nên đi bóng, khi nào thì nên truyền, kể cả phải truyền về. Hazard sẵn sàng truyền thay vì cố gắng đâm đầu vào bức tường với tỷ lệ thành công rất nhỏ. Virgil van Dijk. Van Dijk gia nhập Liverpool vào tháng 1 năm 2018
với mức giá kỷ lục cho trung vệ là 99 triệu USD. Ngôi sao 27 tuổi đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool vô địch Champions League, cũng như cạnh tranh ở ngoại hạng Anh với 21 trận giữ sạch lưới. Cuối mùa vừa qua, Van Dijk được Hiệp hội Cầu thủ Anh vinh danh với giải thưởng cho cầu thủ hay nhất năm. Đây là lần đầu tiên một trung vệ đoạt danh hiệu này kể từ John Terry năm 2005. Hơn thế nữa, theo thống kê, không một cầu thủ nào có thể lừa bóng qua Van Dijk trong 64 trận của Anh trong màu áo Liverpool. Lịch sử bóng đá đỉnh cao chưa từng chứng kiến trường hợp hy hữu đến vậy. Đáng kinh ngạc hơn là tỷ lệ tắc bóng chính xác tuyệt đối 100%. Và với chiều cao lên tới 1m95, Van Dijk cũng giành chiến thắng trên không tới 4,1 lần mỗi trận. Van Dijk dù vóc dáng khổng lồ nhưng lại thuộc mẫu trung vệ chơi thiên về khả năng phán đoán và đọc tình huống thay vì băm bổ lao vào đối phương. Anh có cả sự thông minh, tốc độ lẫn sức mạnh. Trung vệ này như một nhạc trưởng ở hàng thủ. Van Dijk từng có một pha đấu hai cùng lúc với Moussa Sissoko và Son Heung-min, hóa giải nó mà chẳng cần chạm vào bóng. Sau Fabio Cannavaro năm 2006, người hâm mộ kỳ vọng quả bóng vàng một lần nữa sẽ được trao cho một trung vệ, và đó là Van Dijk. Sadio Mane. Mane có tầm ảnh hưởng sâu rộng vào thành công của Liverpool mùa này. Trong số 3 người trên hàng công, Mane dứt điểm ít nhất. Tuy vậy, Mane lại cho thấy sự bùng nổ về số bàn thắng. Sau 50 trận ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo người Senegal bỏ túi 26 bàn cùng 5 đường kiến tạo. Mane ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng, giúp cho The Kop giờ vẫn băng băng cạnh tranh chức vô địch ở cả giải ngoại hạng cũng như Champions League. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cầu thủ người Senegal thậm chí còn chơi tốt và ổn định hơn so với Salah mùa này. Trên hành trình cùng The Kop vào chung kết Champions League, Mane ghi dấu ấn đậm nhất qua cú đúp vào lưới Bayern vòng 1/8. Mohamed Salah, cựu chân sút AS Roma tỏa sáng rực rỡ kể từ khi trở lại Anh hồi năm 2017. Salah đã ghi đến 54 bàn trong 74 trận đấu tại Premier League. Sau khi đoạt hai danh hiệu cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA và FWA bầu chọn hồi năm 2018, Salah tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ tốt, giúp Liverpool đăng quang Champions League đầu tháng 6 vừa qua. Salah không còn bùng nổ như mùa trước, sau mùa này, tiền đạo 26 tuổi vẫn cho thấy khả năng làm bàn đáng sợ với 27 bàn trên mọi đấu trường. Salah là người ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền trước Tottenham ở chung kết Champions League và góp công lớn vào thành công của The Kop. Tỏa sáng rực rỡ giúp đội nhà toàn thắng ở vòng bảng và sở hữu lực lượng hùng hậu. Thế nhưng tuyển Ai Cập trong tư cách nước chủ nhà là ứng viên sáng giá nhất của ngôi vô địch lại sớm chia tay cúp các quốc gia châu Phi khi để thua sốc trước Nam Phi 0-1. Matthijs de Ligt. De Ligt chỉ mất 2 năm để trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. Chính nhờ có những pha xử lý đầy chắc chắn của De Ligt, Ajax vừa giành cú đúp ở giải quốc nội và suýt nữa đã giành vé tham dự trận chung kết Champions League 2018-2019. Ở mùa bóng vừa rồi, đẳng cấp của De Ligt được thể hiện rất rõ qua việc Ajax giữ sạch lưới 23 trận trong 55 lần cầu thủ này ra sân. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 89,3%, khả năng phối hợp của De Ligt còn tốt hơn không ít tiền vệ. Bên cạnh đó, De Ligt tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi tham gia tấn công. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, De Ligt cũng giúp Hà Lan trở lại mạnh mẽ sau khi bỏ lỡ hai giải đấu lớn liên tiếp là Euro 2016 và World Cup 2018. Một chút lo ngại dành cho De Ligt là anh bị các đồng đội gán cho biệt danh là thằng béo vì thừa cân nặng. Ngoài ra, thân hình hơi mất cân đối, lưng dài chân ngắn cũng khiến viên ngọc của Ajax gặp khó khăn khi đối đầu với những cầu thủ tinh quái và thích lừa bóng qua đối phương. Frankie de Jong. Cầu thủ 21 tuổi này có điểm mạnh là tốc độ và khả năng dây dắt bóng. De Jong rất nhanh nhẹn và luôn có ý định đi bóng về phía trước để mở ra không gian cho đồng đội. Ngoài ra, cầu thủ này có khả năng chuyền bóng vượt trội. Mùa trước, De Jong là cầu thủ sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất 91,4%. Anh cũng đã đóng góp 7 kiến tạo, con số đứng thứ 11 của giải đấu. Nhưng nên nhớ, De Jong thường xuyên chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự nên số pha kiến tạo đó của anh là rất ấn tượng. Với những kỹ năng của mình, De Jong đang được kỳ vọng sẽ tái sinh vị trí libero trong bóng đá và trở thành một Beckenbauer tiếp theo. Cầu thủ 21 tuổi này có khả năng đánh chặn để phòng ngự, đồng thời khởi phát các đợt tấn công của đội nhà. Anh cũng có thể cầm bóng đột kích từ phần sân nhà vào sâu phần sân của đối phương. Kỹ năng xử lý bóng khéo léo của De Jong cũng hữu ích trong trường hợp đội bóng chơi kiểm soát và xây dựng lối chơi từ phần sân nhà bị đối thủ pressing cao. De Jong có thể giúp thoát pressing một cách dễ dàng. Theo
Theo các bạn thì cái tên nào xứng đáng với danh hiệu The Best 2019 nhất? Hãy like và share nếu các bạn thấy clip này hay. Và đừng quên subscribe kênh để xem những clip thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!